Ngôi sao ngoại hạng Anh bất ngờ treo giày ở tuổi 24 vì bệnh tim. Tiền vệ đắt giá của Brighton, Enoch Mbeumo bất ngờ phải treo giày sớm vì mắc bệnh tim di truyền. Chiều ngày 10 tháng 10, câu lạc bộ đang nằm trong nửa đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa này. Brighton bất ngờ thông báo tiền vệ Enoch Mbeumo giãn từ sự nghiệp ở tuổi 24 vì bệnh tật. Cầu thủ 24 tuổi cảm thấy ốm yếu khi bay sang Zambia trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Anh dành thời gian khám bệnh tại một bệnh viện ở Mali và trải qua các cuộc kiểm tra tim kỹ lưỡng sau khi trở lại Anh. Brighton cho biết tình trạng của Mbeumo có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, sẽ khiến anh ấy có nguy cơ cực kỳ cao bị một cơn đau tim có khả năng gây tử vong nếu anh ấy tiếp tục chơi bóng đá ở cường độ cao. Tuyển thủ Zambia mới được Brighton chiêu mộ từ Red Bull Sunbird vào mùa hè năm ngoái với giá 18 triệu bảng. Anh nằm trong nhóm các cầu thủ đắt giá nhất lịch sử sân Amex và được đánh giá cao. Mùa trước, Mbeumo thi đấu tổng cộng 21 trận cho Brighton, ghi 3 bàn thắng. Mùa này, anh cũng đã ra sân 6 lần ở Premier League trước khi đột ngột giải nghệ. Chủ tịch của Brighton, Tony Bloom tiếc nuối vì mất một cầu thủ tài năng như Mbeumo, nhưng ông nhấn mạnh sức khỏe con người vẫn trên hết. Ông cho biết, tất cả chúng tôi đều buồn bã vì Enoch. Anh ấy và gia đình đã trải qua một vài tuần khổ sở và chúng tôi chỉ biết cảm ơn anh ấy đã vượt qua giai đoạn đó. Khi một sự nghiệp đầy hứa hẹn như vậy bị cắt ngắn vì bệnh tật. Trên trang cá nhân, Mbeumo cũng gửi tâm thư chia tay người hâm mộ. Bên cạnh đó, tiền vệ 24 tuổi này cho biết anh sẽ tiếp tục tham gia bóng đá với vai trò khác. Không loại trừ khả năng Mbeumo sẽ học làm huấn luyện viên trong tương lai.